iPhone 11 sắp khai tử rồi nhưng mà tại sao người dùng vẫn mua nhiều đến vậy? Trong video ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Ok, bắt đầu luôn. Rồi, đến với cái lý do đầu tiên, quan trọng nhất mà mình nghĩ rằng iPhone 11 vẫn bán cực kỳ chạy, đó chính là về phần mức giá. Với iPhone 11 nhá, các bạn hiện tại có thể mua được hàng line new với mức giá chỉ khoảng tầm là 8 triệu hơn. Và cũng như nếu như các bạn đập hộp VNA tại XT Mobile thì mức giá của nó cũng chỉ khoảng tầm hơn 10 triệu mà thôi. Và phải nói đây là một mức giá cực kỳ thơm cho một thiết bị mới toanh đến từ nhà Apple. Trong khi đó, nếu như mà bây giờ so sánh qua iPhone 12, iPhone 13, thậm chí là iPhone 14 sắp tới thì 15, 20, 25, 30 và thậm chí còn nhiều hơn. Thế nên chính xác về mức giá chính là điều mà khiến cho rất rất nhiều người vẫn tìm mua và vẫn lựa chọn iPhone 11 vì nó phù hợp với đại đa số túi tiền người dùng ở Việt Nam chúng ta. Chứ còn bây giờ mà mua điện thoại hai mấy củ, ba mấy củ thì thực sự là nó hơi phí và nó hơi bị cao quá, đúng không? Đó, còn về máy line new thì thực sự là bây giờ nó lại còn rẻ hơn và sắp tới mức giá của iPhone 11 nó còn rẻ nữa. Vì khi mà iPhone 14 ra mắt, iPhone 11 khai tử ấy, thì với những dòng iPhone 11 như thế này thì có thể giảm xuống mức giá 7, thậm chí là giảm xuống mức giá 6 triệu. Đấy, nên là nếu như các bạn chờ đợi được thì hãy cố thêm khoảng tầm 1 tháng hoặc 2 tháng nữa thôi thì mức giá của iPhone 11 nó lại còn tốt hơn. Và cái lý do tiếp theo khiến cho người dùng mua iPhone 11 đó là iPhone 11 vẫn có thể thoải mái đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta. Nhu cầu là gì? Ví dụ như là về phần camera đi, thì iPhone 11 nó chỉ có camera kép thôi, nhưng mà camera kép của iPhone 11 nó rất là thực dụng vì các bạn sẽ có camera chính 12 chấm và quan trọng nhất ở đây là có camera góc rộng 8 chấm. Và cái camera góc rộng này chính là một trong những yếu tố rất cần thiết khi mà chúng ta sử dụng điện thoại, thay vì camera tele đang có trên những con như là iPhone X, XS rồi XS Max hoặc iPhone 8 Plus thì nó gần như không có quá nhiều chức năng tính năng cho lắm. Thì với cái camera góc rộng này, chúng ta có thể thoải mái và chúng ta có thể chụp được nhiều cái góc độ khác nhau hơn và cũng như là trải nghiệm sử dụng của nó sẽ ổn áp hơn. Và bên cạnh đó nhé, iPhone 11 nó còn có được thêm những tính năng về phần camera và với những chiếc iPhone giá rẻ hơn không có, và nó cũng tương tự với những dòng điện thoại iPhone dòng cao, đó chính là tính năng chụp đêm. Chụp đêm là một trong những cái mà mình thấy rằng là iPhone làm rất hay. Với những dòng điện thoại iPhone giá rẻ thì sẽ không được update điều này, hoặc là với những dòng điện thoại iPhone mà date nó hơi xa thì cũng sẽ không được update tính năng này. Với tính năng chụp đêm này thì sẽ giúp khiến cho những cái bức ảnh chụp đêm của chúng ta sáng hơn, chi tiết hơn và chúng ta có một trải nghiệm sử dụng nó tốt hơn. Thêm nữa là về cái phần chất lượng và cũng như là khả năng chụp ảnh và quay video của iPhone 11 thì nó vẫn quá tốt, thật sự luôn các bạn ạ. Chụp ảnh selfie vẫn ngon này, bây giờ vẫn có cả chục triệu người ngoài thế giới đang dùng con iPhone 11 này, và khả năng quay video chống rung ở phía sau của iPhone 11 thì mình đánh giá nó vẫn rất rất là tốt. Quay được 4K, quay được 60fps, có chống rung quang học, khả năng thu âm thì ngon. Thế nên là nếu mà cần về phần camera thì con iPhone 11 này quá là ổn áp luôn, đúng không? Điểm tiếp theo đó chính là hiệu năng. iPhone 11 thì có con chip Apple A13, và với con A13 này thì vẫn có thể là đáp ứng được quá tốt cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Về phần hiệu năng thì em này vẫn có thể là sử dụng được rất là mượt mà, như ứng dụng hài như Facebook, Zalo, TikTok, hoặc là chúng ta có thể edit video qua phần mềm như là Cinemaster, CapCut vân vân, rất là mượt mà, ngon lành, tốc độ render vẫn đủ nhanh. Tiếp theo nữa đó chính là trải nghiệm chơi game. Thì với con Apple A13 này, nó chơi game vẫn quá ổn áp. Những tựa game như là Liên Quân Mobile, Free Fire, PUBG Mobile, tất cả mọi thứ đều có thể chơi được ở các mức là setting cao và 60fps. Mỗi tội là chơi Genshin Impact thì nó bị nóng và bị tối màn hình thôi. Nên là với những con iPhone thì đây là cái điểm yếu muôn thuở rồi. Các bạn có thể là mua thêm một cái quạt tản nhiệt sò lạnh gắn vào đây để có thể là giải nhiệt cho nó. Đến với cái yếu tố nữa đó chính là về khoản pin đi. Thì với con iPhone 11 này, thời lượng pin của nó quá ngon luôn. Đây là một trong những dòng iPhone mà pin trâu nhất đến từ nhà Apple. Nó chắc là chỉ thua iPhone 13 và 13 Pro Max thôi. Thậm chí pin của con iPhone 11 này nó còn trâu hơn cả pin của iPhone 12. Nên là về cái phần trải nghiệm sử dụng của iPhone 11 thì nó vẫn quá đủ trong vòng một ngày. Thay vì bây giờ bỏ ra tầm lấy tiền hoặc là ít hơn một tí mua những con như là iPhone XS, XS Max, thời lượng pin của nó đã bị chai nhiều rồi. Còn với con iPhone 11 thì thời lượng pin của nó vẫn còn là khá là mới và độ chai pin của nó thấp nếu như các bạn mua hàng máy line new, hoặc là nó vẫn còn rất là căng nếu như các bạn sử dụng những con dòng máy nguyên siêu như thế này, nên là quá đủ để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và đương nhiên là nó vẫn có sạc nhanh nhá. Và với nhu cầu của người dùng phổ thông ấy, thì camera này, hiệu năng này,
và phía phần pin ấy là quá đủ đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi. Ngoài ra thì những yếu tố khác là iPhone thì có iOS rất là ổn định này, bảo mật cao này, vân vân và mây mây, thì mình thấy rằng là đó là những cái lý do mà người dùng lựa chọn iPhone 11. Đương nhiên thì iPhone 11 nó vẫn có những cái điểm yếu, vẫn có những cái điểm đáng để chê. Ví dụ như là về khoản màn hình. Đấy, màn hình là thứ mà gần như video nào, bất cứ một cái reviewer nào chạm đến con này đều nói đó là không có một cái khả năng hiển thị quá đẹp. Nó cũng chỉ ở cái mức là vừa đủ đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của chúng ta thôi. Muốn tần số quét màn hình cao cũng không có, muốn độ phân giải cao cũng không có. Nói chung là với một chiếc điện thoại giá rẻ đến từ nhà Apple thì chỉ được như thế này thôi các bạn ạ. Ok, và một cái lý do quan trọng nhất mà người dùng lựa chọn chiếc iPhone 11 này chứ không phải là những dòng điện thoại Android. Cho dù là những dòng điện thoại Android có thể là có màn hình tần số quét cao hơn, có hiệu năng mạnh hơn, có pin trâu hơn, sạc nhanh hơn vân vân, đó chính là logo Apple. Logo Apple gần như chiếm đến khoảng tầm 70-80% cái lý do mà người dùng lựa chọn cái sản phẩm iPhone 11 này. Có thể nhiều người bảo nó sang hoặc cái thương hiệu của nó lớn. Và một cái lý do nữa đó chính là dùng iPhone khi mà chúng ta dùng lâu dài thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đảm bảo ở đây là đảm bảo về cái yếu tố đó chính là nếu mà chúng ta có hư hỏng linh kiện thì có thể thay thế được liền. Bể lưng, thay lưng, bể cam, thay cam, hỏng main, thay lưng cả main, hư điện thoại hoặc bể điện thoại, thay cái điện thoại mới. Thì với cái việc là quá phổ biến của thương hiệu Apple và tệp người dùng rất là lớn nên là kiếm linh kiện cho con iPhone 11 này sau 5-7 năm nữa vẫn quá thoải mái luôn các bạn ạ. Đó là cái lý do mà iPhone 11 sắp khai tử rồi mà vẫn rất rất nhiều người lựa chọn em nó. Các bạn nghĩ sao về iPhone 11? Và mình nghĩ rằng có rất nhiều bạn ở đây đang dùng iPhone 11 để xem video này. Các bạn cảm thấy như thế nào về iPhone 11? Đừng quên comment nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Bye bye.